Chào các bác, hôm nay tôi quay giới thiệu và test giới thiệu đến các bác một mẫu âm ly của Sony. Và âm ly tôi bán giá 2,6 triệu đồng cho các bác chơi. Hai hồi gỗ còn rất mới và đẹp nha. Hai hồi gỗ này không bị chóc, nói chung còn rất đẹp luôn. 2,6 triệu, đây là tem Nhật này. Lau chùi nó bong đi thôi. Nắp vẫn còn đẹp, không bị móp méo nhiều, chỉ xước cơ. Đặt lên nhau thì nó trợt sơn đi thôi. Đây, nắp ngồi gỗ bên cạnh đây. 2,6 triệu đánh A, loa A và B. Tôi đang đấu tín hiệu vào đường CD. CD Video 1, Video 2, Video 4. Đường nói chung nó có tiếng Nhật nhưng nó có như vẫn có những ký hiệu 1, 2, 3, 4 để mình dùng. Hàng bãi nguyên zin nhá. Hôm nay tôi mới lau xong chập tối nay, tôi đăng luôn lên các bác xem. Số series là 352, sản xuất tại Nhật Bản. AV900D, 230W, điện 100V. Chất âm cực hay luôn. Với giá tiền nó thì chả có điểm gì mà phải. Tôi mở to mời các bác nghe. Nói chung là trông cũng rất sang trọng vì nó có hai hồi gỗ. Đây cái tem này về các bác nếu mua, bác nào mua tẩy nó đi, bóc nó đi, tẩy cho nó sạch đi thì đẹp. Giả sử tem còn mới tinh không bị chật chật thì giữ lại, nhưng nó bị như này thì tẩy đi cho đẹp. Còn cái nắp này sơn qua đẹp ngay. Quan trọng hai hồi gỗ vẫn còn rất cứng cáp. Tôi đang cắm một đường CD. Đây có chỉnh bát chép, cân loa đây, AB. Hàng ship toàn quốc qua dịch vụ Viettel, phí vận chuyển đương nhiên người mua phải chịu. Hàng nguyên zin 100% các bác nhá. 2,6 triệu đồng. Loa phải này. Loa trái này. Ngày đầu một năm thép. Bát này. Âm ly có chế độ bát boss để tăng bát. Nhắc lại mẫu âm ly này là Sony 900D. Xin chào, hẹn gặp lại. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ship hàng toàn quốc qua dịch vụ Viettel với điều kiện khách hàng đặt cọc 1 triệu. Phí vận chuyển người mua phải chịu. Xin chào.